cô xin giới thiệu với các em một phát minh nữa của nhà khoa học Pascal mang tên tam giác Pascal. Trong toán học, tam giác Pascal là một mảng tam giác của các hệ số nhị thức. Tam giác Pascal là một mẫu số, các con số được sắp xếp để chúng phản ánh như một hình tam giác. Đầu tiên, một được đặt ở trên cùng và sau đó chúng ta bắt đầu đặt các số theo hình tam giác. Các số mà chúng ta nhận được trong mỗi bước là phép cộng của hai số ngay phía trên của nó. Tam giác này là một trong nhiều đóng góp của Pascal cho toán học. Cô hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp các em học tốt hơn và yêu thích môn toán.